Phú Quốc là một địa danh du lịch nổi tiếng với tiềm năng phát triển bất động sản rất lớn. Tuy nhiên, thị trường này vẫn chưa thể cất cánh trong thời gian vừa qua. Mặc dù sân bay quốc tế tại Phú Quốc đã đi vào hoạt động, chúng tôi xin mời quý vị đến với những nhận định ngay sau đây của bà Dương Thùy Dung, Phó Giám đốc CBRE về thực trạng cũng như một số dấu hiệu khởi sắc của thị trường này. Là so với những cái điểm du lịch biển khác, ví dụ như là Đà Nẵng, Nha Trang hay là Mũi Né, thì Phú Quốc có rất là nhiều tiềm năng để phát triển được thiên nhiên ưu đãi, rất là nhiều những cái thắng cảnh. Ở bên cạnh biển thì là Phú Quốc còn có những cái cảnh quan về núi và đặc biệt là có một vài những cái cánh rừng nguyên sinh. Như vậy nói về tiềm năng thì là Phú Quốc có thể nói là một trong những điểm tiềm năng phát triển nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên thì cái thực trạng trong tổng số lượng khách du lịch nước ngoài mà tới khách du lịch mà tới Phú Quốc chỉ có 20%, trong đó là khách du lịch nước ngoài. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là chính phủ cách đây khoảng chục năm thì chính phủ cũng đã có những cái quy hoạch tổng thể rất là bài bản cho Phú Quốc tới năm 2020-2030, và thực tế là cũng có những cái tiến bộ được nhìn thấy tại Phú Quốc liên quan tới các cơ sở hạ tầng, ví dụ như là cái đường vành đai ngoài mà chạy quanh đảo thì cũng đã được xây đường nhựa thay cho cái đường đất đỏ. Tuy nhiên là còn một số lượng lớn, rất là nhiều những con đường chính thì vẫn chưa được thay bằng đường nhựa. Gần đây thì là cái sân bay quốc tế đã được đưa vào hoạt động thay cho cái sân bay nội địa trước đây, và rất là nhiều người kỳ vọng rằng là khi mà cái sân bay quốc tế này đi vào hoạt động, thì thực sự đi vào hoạt động rồi, thì số lượng khách quốc tế nó sẽ tăng lên nhiều. Tuy nhiên thực tế rằng là cho tới thời điểm hiện tại sau một năm khai trương sân bay mới thì cũng chưa có cái đường bay quốc tế nào hoạt động định kỳ tại Phú Quốc. Thì chúng tôi cũng nhìn thấy là kể từ khi mà Phú Quốc có cái sân bay quốc tế đi vào hoạt động cũng như là cái cơ sở hạ tầng phát triển hơn, đặc biệt là đầu năm nay thì là có cái lưới điện của Phú Quốc đã được kết nối vào lưới điện quốc gia, thì là rất là nhiều những cái nhà đầu tư lớn tại Việt Nam đã khởi công xây dựng dự án của họ tại Phú Quốc. Thì điển hình như là tập đoàn Vingroup thì hiện tại họ đang xây một cái khách sạn 5 sao với khoảng quy mô khoảng 300 đến 500 phòng và dự kiến là sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Hay là có một cái dự án, có một cái nhà đầu tư rất là lớn nữa là BIM Group, thì họ hiện tại họ cũng vừa mới khởi công xây dựng một cái khách sạn 5 sao với thương hiệu Intercontinental. Hay tập đoàn CEO Group với khách sạn 4 sao Novotel. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là những cái tín hiệu rất tốt, và khi mà những cái nhà đầu tư lớn họ thực sự họ khởi công thì các nhà đầu tư khác họ cũng sẽ đi theo, và nhờ đó thì cái thị trường này nó sẽ phát triển.